Hai chào anh em, trước mắt anh em đây là một con EZT103 đó, mình đóng pin cho khách bán máy, làm video chia sẻ anh em. Thì anh em có nhu cầu đóng pin mua máy thì liên hệ mình nha, mình tư vấn. Con này thì nó còn hình khá, mình bán 370.000 đó, cục pin này đóng lại cho khách. Con này thì đầu 10 ly. Rồi, khoan thử cho anh em xem nha. Con này có trượt cấp khoan. Đó, lủng nha anh em. Rồi. Anh em có nhu cầu đóng pin, mua máy liên hệ mình nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy video hay thì để lại cho mình một like, một subscribe. Hẹn anh em trong những video lần sau.